Chào các bác, hôm nay lên thì các bác cặp nồi cơm Toshiba bầu dung tích 1 lít điện 100V, cạo tần áp suất rút chân không, cặp nồi rất đẹp luôn. Nấu bình thường nấu nhanh 35 phút. Đèn giờ này. Giữ ấm, mọi chức năng hoạt động rất tốt luôn. Hầm cơm 9 phút này. Nấu 55 phút. Hẹn gà buổi sáng một chèo. Hầm cơm 9 phút. Mọi chức năng hoạt động rất tốt luôn. Giòn rất sành. Các bác có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại 0945 737 920. Cực kỳ chất lượng luôn.